đau bụng mà dữ dội mà từ 2 giờ sáng mà bây giờ mới đi khám, chứng tỏ là em biết cái căn bệnh của em rồi đúng không? Rồi đây đây đây, đây là thủ phạm đây. Khi mà một bạn nữ nha, đang trong độ tuổi hoạt động tình dục, có nghĩa là đang trong độ tuổi sinh con được ấy nha, mà đau bụng dữ dội mà bác sĩ này siêu âm một phát ra là gọi là nang xuất huyết buồng trứng này. Đây là bên trái của bạn đây này, thấy không? Đó. Đó. Thì đây là nhiều người người ta không biết là cái bệnh lý này của người phụ nữ là hay xảy ra này. Đó, thì có nghĩa là bản thân chị cũng làm siêu âm và gọi là chăm sóc những người phụ nữ mấy chục năm rồi, cho nên chị hiểu được cái căn bệnh này.